Dạ. Mới đóng hả? Cái tủ đó hết nhiêu tiền? 6 mấy triệu. 6 mấy triệu hả? Chạy được không? Vậy hả? Ủa chạy được luôn hả? Đúng không? Wow. Chiếc xe nào thấy ngon làm việc vất hả? Không nào. Còn bên đây mình nên làm cái sữa. Cho nhà mình đi. Cũng thử cảm nhận nè. Bên đây thì có xe bán đồ chiên nữa nè. Đây là hủ quà. Cái này là gì? Hủ quà. Hủ quà hả? Chào cả nhà, trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình cùng bạn Đạt đi xuống cái bè, sẵn tiện là mình đi uống cà phê ở ngoài công viên cái bè. Thì ở đây có cái xe bán khá là thú vị ha. Có mọc nè. Đây có cái mua gì hả? Đây có cái menu hả? Trà sữa mọc nè ha. Có cái trà sữa này, gom má, sữa chua, soda. Đá uống gì đá? Cho đâu hả? Em soda đi, soda đi. Soda lê xe lớn đi. Soda gì vậy? Nào cũng được, cái nào thấy ngon làm nhiều. Việt Vất hả? Nào, thôi bên đây đi, bên đây. Thôi bên đây đi, bên đây. Chơi cho em review cái nha. Chơi review nha. Ủa này là mình bán trà sữa hả? Thì sữa có mấy cái món nè. Này có chiếc xe khá là độc đáo ha. Đấy, cả nhà mình có đi cái bè thì có thể xuống đây ủng hộ nha. Đây qua quán trà sữa là Mộc. Đây có cái men số điện thoại luôn nè. Số điện thoại luôn. Đây khách uống này khá là đông. Đó. Đông cực kỳ đông luôn. Ủa bên này là bán chung luôn hả chị? Bán chung luôn. Đó. Chiếc xe đẹp quá ha. Uống cà phê ở đây. Ủa cái menu bên bển có bển không? Hả? Menu bển có bển không? Cái đó để đó hả? Ủa bên này với bên bển bán chung nữa. Đó, chiếc xe đẹp quá. Đây công viên cái bè uống nước buổi vui. Trời ơi hoa Tết nè. Bên kia đông quá. Rồi đây nó khỏe hơn. Đây khỏe hơn, ngồi lề đường lâu lâu. Hả? Ôi. Lâu lâu ngồi lề đường á. Đây mấy chị chủ nhà. Có chiếc xe thú vị luôn. Ủa mình tự phục vụ hay sao? Rồi tới có nước mình qua bển tự lấy hay sao? Vậy hả? Ừ. Khám phá chiếc xe này thú vị quá. Có mấy cái bàn vàng vàng nữa kìa. Ừ, có cái bàn. Rồi để mình coi, kiểu làm trà sữa nè. Đó giờ mình chưa có uống soda nên bữa nay mình quyết định uống soda thử. Ủa cái này bán lâu chưa vậy? Mở bán lâu chưa vậy? Bán ở đây ở công viên này mới à? Mới mở hả? Còn quán của em là bán năm rồi. À Mộc hả? Ủa Mộc là bên kia hả? Dạ đúng rồi. Ủa về đó giờ uống bên đó mà quên. Vậy là bữa nay có thiết kế chiếc xe mới vậy hả? Ủa về đó giờ có quán uống đó không mà? Dạ đúng rồi. Của em đó. Bữa nay thiết kế thêm một chiếc xe này nữa. Cho nhà mình đi. Cái này thay đổi bầu không khí, vậy là cái quán Mộc bên kia. Dạ. Có chiếc xe này đẹp quá. Đấy, chiếc xe Mộc. Vậy là cái quán tiệm Mộc mới ra mở bên đây thì em bán thêm á. Để tự phục vụ cho. Để bưng từ ly đi. Là soda ha. Tự phục vụ luôn đi. Thay vì người ta bưng để mình tự bưng. Nè, ủa này của tôi hả? Bỏ vô hút giùm tôi. Tôi tự phục vụ cho. Đấy. Rồi, cảm ơn. Thôi giờ là tiệm Mộc. Cái này của ông hả? Uống thử đi. Uống thử cảm nhận đi. Này lần đầu tiên á, cái này là của tiệm Mộc á, ở bên kia. Ở bên kia mở ra đó thì mình không uống soda, bữa nay mình uống thử. Mình không biết bạn là kêu soda gì đó. Trời ơi. Bỏ cái thuốc của bạn ra đi. Uống thử cảm nhận đẹp. Mời mọi người cùng mình uống thử của quán Mộc nha. Milky. Rất là ngon ha. Soda. Không gì nữa. Này có đào hả? Miếng này miếng đào hả? Rồi, đào. Xe đào.
đây. Đó, mình bển có chiếc xe hấp dẫn không? Ủa sao bên đây phải chia hai chỗ bán vậy? Bên đây bên bển luôn ha. Bên bển có chiếc xe bắt mắt hơn ha. Rồi bên đây để thêm cái bàn bên đây nữa. Nè, của quán mọc bên bển hàng chưa thấy quen. Có chiếc xe hấp dẫn không? Mới đóng thôi. Dạ, mới đóng hả? Cái tủ đó hết nhiêu tiền? Sao mấy triệu hả? Chạy được mơ. Vậy hả? Ủa chạy được luôn hả? Đúng mơ. Wow, chiếc xe có bánh xe luôn kìa bên em. Vậy là chạy được luôn hả? Đúng không? Hay vậy trời. Sao mấy triệu? 65 triệu. Chạy được luôn. Ghê vậy. Trời, chiếc xe là chiếc xe lưu động cơ. Dạ đang đi uống nước có chị bên đây chỉ ngồi mới làm mai hai đứa cháu chị. Đó, hai đứa cháu chị này hả? Bán nước luôn hả? Trời ơi. Đi uống nước cũng được làm mai nữa. Nãy chị đòi nợ thì sao vậy chị? Chị đòi nợ thì sao chị nói đi. Hả? Chị nói đi. Nãy em chị nói chị đòi nợ mà. Đang lên đi công an lại được chứ. Không sao đâu. Nãy em thấy chị đòi nợ hay lắm. Em tắt máy cái chị nói hay lắm. Hình sự nữa đó. Nó vậy sao? Tại hai đời đó. Đâu. Ở đây khách uống ở đây nhiều khi là người ta thích ngồi ở trong cái quán ngoài này gì thôi hơn đó là uống ở trong cái phòng kính đó. Đó. Bởi vì khách qua lại là cái quán mọc đó, làm thêm một chiếc xe như này có thể di chuyển luôn bằng cái bánh đó. Ủa bạn, cái chiếc xe này mình có thể di chuyển luôn hả? Nãy mới nghe bên kia nói. Hay quá. Vậy bữa hỏi mình có xuống mọc mấy lần rồi. Đi với cháu hoài à. Hả? Ở trên Hòa Khánh á. Có ghé mọc hoài à, tự nhiên thấy chiếc xe này lạ quá. Yêu miền Tây sao bà? Tấn tài hài đời vậy hả? Đó. Quán đồng quá ha. Đây có mấy cái này thiết kế cũng đẹp ha. Có cái menu. Cho trắng được không? Hết rồi. Menu này có trà nè, sữa tươi, cái hậu xe lợ. Cái này nè, sữa chua, soda, trà sữa, rau má. Lấy hai ly trà đào, đừng lấy đá luôn nha. Ly nhỏ hay lớn? Lớn thôi. Đừng lấy đá nha. Bên đây vui quá, nãy uống nghe cái chị kia đòi nợ thấy cũng vui quá. Tôi rảnh đi uống cà phê. Chụp hình cưới rồi. Hai. Hai bên kia Tấn Tài hè đời vậy đó. Các bạn nấu cà phê quen với cái chị này. Chị này giới thiệu cho nhóm mình hợp tác. Gì chụp hình cho ai? Qua đó cái clip chụp hình. À. Các bạn này ái mộ với mình không ái mộ. Ái mộ kìa. Đây, chị này sẽ chị đòi nợ thử cho mình xem. Có gì quay chứ tốt, có gì đâu. Đi uống cà phê gặp chị này đúng vui luôn á. Quay tí tốt ha. Thì em thấy em quay tí tốt. Nãy là chị nói hay ghê luôn á chị. Giỡn là được rồi. Giỡn. Chị nói chị quay lên đó, ừ năm nay chị chế hết năm đó mấy em ơi là. Đậu đặt. Con má chị. Chị nói. Vô cảm ơn Lê. Đây vui quá. Bên chồng của bên chiếc xe mọc á. Bên chiếc xe mọc thì có bán đồ chiên đó hả? Bên đây đã chia ra bên kia là mọc chưa? Đó, bán nước chung luôn, bên này bán đồ chiên, này bất tử hết trơn chị ơi. Bất tử rồi. Đây cũng F0 hết trơn chị ơi. Chỗ chưa vậy? Hai chỗ. Đúng rồi, F0 hết trơn rồi. Bán đồ chiên chung đồ mọc bên mọc luôn hả? Chị chung bên quán mọc luôn hả? Quán mọc, quán mọc chia ra đó hả? Gì hả? Chị bán đây lâu chưa chị? Trời em quay nhà luôn hả? Này của chị mà. Review luôn hả? Ừ. Trời ơi nhà chị. Trời ơi. Dạ. Chị bắt đèn lên Bảy Lộc. Dạ. Bảy Lộc. Ôi ơi thiệt luôn hả trời. Dạ ơi được rồi. Trời ơi bắt kêu review ngôi nhà cà phê Bảy Lộc. Thôi được rồi chị ơi. Chị chưa trang trí mà chị trang trí nhà. Gì hả? Trời ơi chị kêu mình review quán cà phê Bảy Lộc hả? Cao quá. Bắt đèn lên nữa. Bán bao nhiêu năm rồi chị? Này hả? Dạ. Mới bán. Mới bán chung có quán mọc bên đó ha.
Chiếc xe bọc đó làm đẹp quá. Đang kiếm tiền bán con ơi. Kìa tấn tài hai đời kìa chị, fan mình bển luôn hả? Hả? Fan mình bển luôn hả? Em ít coi lắm. Trời ơi, ngày nào đâu không ở đây ăn. Vậy hả? Ừ. Em đang đứng ngược bên đây. Bển lại đi. Trời ơi, em đâu có quyền đâu, có thằng Đạt kìa, thằng Đạt fan cuồng. Đó. Trời ơi, chị kêu mình review cho chị chỗ bán cá viên chiên với cà phê Bảy Lộc. Ủa này đủ uống cà phê trên chảnh hả chị? Kìa khách vô kìa. Không không. Thế bà cháu. Được được, mở lá cho cơm. Uống cà phê. Ủa cà phê này ngồi uống đâu mà? Bảy Lộc hả? Đúng nha. Nghỉ bán hả? Trời ơi, quán mọc chia ra vậy đó hả? Nguyên một khu vậy đó thôi, ngồi có chiếc siêu xe. Chiếc siêu xe đắt giá nhất. Đây bạn nhóm hài của mấy bạn ở dưới cái bè, nổi tiếng dưới cái bè kìa. Đây là phần ăn vặt của quán Mộc nè. Bên đây thì có xe bán đồ chiên nữa nè. Ăn gì ta? Hủ quà. Cái này là gì? Hủ quà. Hủ quà hả? Không biết nha. Tôi cũng biết là cục gì luôn. Dạ mời cả nhà mình cùng ăn thử nha. Đây nè. Vừa uống nước vừa ăn luôn. Ngồi bên sát bên quán Mộc. Đây có nhiều mấy người này nữa. Sát bên mấy anh chị này nói chuyện khá là vui ha. Nãy giờ trò chuyện cùng nhóm luôn. Đó. Bên đây là mình đang ăn lì giặt của quán Mộc nè. Đây có nước ngọt. Tại vì bên kia chiếc xe nó nhỏ quá, không có chất đồ hết nên bắt buộc là đây thêm có thêm cái bàn để bán dạo này, bán ngoài công viên cái bàn. Cái bên kia là chiếc xe Mộc là chuyên làm bên trà sữa bên đó, trà sữa với trà đào trà tắc gì đó. Còn bên đây thì chỗ này bán đồ chiên thì để góc bên này, còn mấy cái bàn mấy ghế xúp xúp thì để ngồi bên đó uống cho mát thôi. Đó. Đó này hủ quà hả? Mời cả nhà mình cùng ăn thử nha. Ủa cái đó là gì? Nó gọi nó bắp mà kia. Cái đó ăn. Cái ăn cho hết nha. Cho mời cái nhà cũng ăn nha. Chị action. Action gì? Dạ. Nói đi nghe mệt. Chị bán cá bò viên vui tính ghê luôn á. Chị vui tính quá. Lần sau nhất định sẽ ghé nữa. Chị rồi nào cho em nghe thử coi. Có gì người ta làm nhóc đó. Ừ, chị làm nếp rồi nợ sẵn đi rồi em. Chị nãy chị nào nợ chị nói hơi hay ghê luôn á. Chị nói hay. Chị tán tài qua đòi nợ nha. Dạ. Hai kênh nó không đấu nhau được. Em.